Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Mình. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. À, ở Việt Nam một ổ bánh mì, anh chị em các bạn thấy có 10.000 đồng thôi. Một buổi sáng 10.000 đồng ổ bánh mì rất là ngon. Vừa bình dân vừa ngon. Ở Việt Nam cuộc sống người ta mưu sinh á. 10.000 đồng người ta cũng có thể ăn được một buổi ăn giản dị của một người mà gọi là lao động phổ thông. Anh chị em các bạn biết ở bên Mỹ đó phải bỏ ra 5 đô la mới mua được một ổ bánh mì. Mà các bạn thấy đời sống nó chênh lệch một trời một vực. Bởi vậy cái cuộc sống mưu cầu hạnh phúc, ở đâu mà mình mưu cầu hạnh phúc được thì mình phải cố gắng, mình phải vươn lên. Nhà nước Việt Nam đã tạo cơ hội cho mình có một cái nền kinh tế nó hoạt động rất là tốt. À, anh chị em các bạn nhìn thấy đường xá, những nơi người ta làm ăn rất là sôi động. Ở bên Mỹ, mùa lễ của tháng 12 năm nay rất là tồi tệ. Nó đánh giá cho một nền kinh tế của Mỹ bước vào năm 2021 sẽ còn rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn. Những gói cứu trợ chưa đến tay của người dân và những cái tiểu thương còn gặp nhiều, rất nhiều khó khăn. Anh chị em các bạn thấy, cho nên anh chị em các bạn đang sống ở quê nhà, một ổ bánh mì 10.000 đồng thôi mà mình có thể ăn rất là ngon. Tôi về Việt Nam tôi thích ăn những cái gì mà nó dân dã, nó ngon cực kỳ, mà mình vừa ủng hộ được những người tiểu thương, những người lao động, rất là ngon anh chị em ạ. Mình ngon dã mà thì các mà mình cảm thấy rất là hài lòng cái cuộc sống. Cho nên không phải nhất thiết phải qua Mỹ mình mới có thể đổi đời, đi ra nước ngoài mình mới có thể đổi đời. Trăm bề khó khăn, tôi nói cho các bạn biết, American dream is over. Đời sống ở Mỹ không có đơn giản giống như anh chị các bạn thấy. Hôm qua tôi coi một cái like của một phụ nữ 48 tuổi dẫn con cái qua bên Mỹ, khi bế tắc cuộc sống phải vào trong rừng dựng lều để ở, mà trong khi đó các bạn đang có một cái cuộc sống rất tốt ở quê nhà, mà được chính phủ Việt Nam tạo cơ hội đủ cách đủ kiểu để dần cho mình phấn đấu hết. À, bánh mì ngon quá. Bánh mì ngon thiệt á. Không phải mình vừa ăn mình vừa nói anh chị các bạn không, tại vì mình muốn thể hiện một cái sự gọi là hưởng thức cái hương vị ở quê hương. Mình không có thích vừa ăn vừa nói hay là lên mạng live stream khoe mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mình đi ra cao lương mỹ vị nhà hàng này kia mình like để nọ. Tôi thì không có thói quen như vậy, nhưng mà khi về Việt Nam tôi thích nó bình dân và giản dị. Những cái ăn uống và đời sống Việt Nam ở những tầng lớp lao động, tôi nói vậy mà rất là dễ thương. Tôi rất là thích cái mô hình xã hội Việt Nam. Bởi vậy mười mấy năm qua khi tôi về Việt Nam, tôi sinh sống và tôi làm ăn, tôi thấy rất là tuyệt vời. Nhất là cái cơ chế của nhà nước Việt Nam hiện nay càng lúc càng tốt hơn và tốt hơn, để nó phù hợp với lại cái sự đổi mới và phát triển ở quê nhà. Nhiều khi những cái like của tôi không thể cho anh chị các bạn biết tôi đang ở đâu hay làm gì. Có rất nhiều anh chị các bạn hỏi anh Lợi Mình đang ở đâu vậy. Anh chị các bạn thông cảm, đi làm cách mạng là mình phải hy sinh, đi làm chính trị mình phải hy sinh. Kẻ thù của tôi rất là nhiều, cho nên tôi phải bảo vệ cái sinh mạng của tôi nữa. Cho nên anh chị các bạn, tôi rất là cảm ơn anh chị các bạn inbox mời tôi đi cà phê hay là điện thoại tôi qua Facebook. Có những lúc tôi không trả lời được, anh chị em các bạn cũng thông cảm dùm. Và tôi rất là cảm kích những cái sự hỏi thăm và của anh chị em các bạn, những cái tấm lòng của anh chị em các bạn. Một ly cà phê 5-3 ngàn hay 5-10 ngàn đối với tôi rất là quý. Nó quý hơn là cái tình nghĩa anh em mà gọi hỏi thăm như vậy. Tôi rất là cảm động anh chị các bạn. Tại vì tôi đấu tranh mấy chục năm nay một mình tôi trên cái con đường. Bởi vì tôi nhìn thấy những công ơn mà cha anh của chúng ta và những người đã nằm xuống,
họ đã đổ biết bao nhiêu xương máu để chúng ta có được một cái đất nước tốt đẹp như hôm nay. Các bạn thấy, ngay cả Việt Nam khi xảy ra một, chỉ có một người mà lây nhiễm dịch hiện nay ở vùng miền Tây đó, là cả một cái cơ quan nhà nước người ta phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ các bạn, bảo vệ sự bình yên cho các bạn. Cho nên các bạn lên mạng đừng có nghe lời những cái đám cờ vàng ở bên hải ngoại, những cái đám mà chống cộng bao que sổ lá ô hợp bên đó, tụi nó còn là một cái lũ ô hợp. Những người có chế độ cũ, người ta có trình độ và kiến thức đó, người ta đã hiểu được cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào, người ta đã quay về với quê hương một cách vô điều kiện, chứ không phải giống như cái đám mà cờ vàng, cái đám giặt cỏ ở bên Mỹ, rồi bây giờ nổi lên mấy cái đám mà dân chủ cũ trong nước nữa, tào lao, cái đám mà gọi là ngồi đó lười lao động mà lại phải hưởng thụ, chỉ muốn nhận những cái đồng tiền ô nhục của cái đám chống cộng ở bên hải ngoại. Đừng có ngồi đó mà mơ mộng. Tôi sống ở Mỹ mấy chục năm rồi, tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm với anh chị các bạn. Tôi chỉ muốn đem cái thông điệp của tôi về với quê hương để thức tỉnh những cái người mà họ đang u mê, họ không nhìn thấy được những cái sự thật. Tâm nguyện của tôi chỉ có vậy thôi, chứ tôi không có lên mạng để mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu một cái chính trị gì cả. Có nhiều người tôi xem trong YouTube họ nói tôi là Hằng Lợi Minh đó, nó gọi là cơ hội chính trị. Tôi thấy tôi ngồi đó cười ngất. Tôi là cái thằng mà phái đi làm ăn thôi à. Và mình yêu quê hương đất nước của mình thấy những cái người mà họ đã hy sinh cống hiến cả một đời của họ cho cái đất nước này, máu của họ đổ khắp miền quê hương đất nước Việt Nam. Tôi nói anh chị các bạn, công ơn của họ cả đời tôi và anh chị các bạn không bao giờ mà đền đáp nổi. Các bạn không có đi ra ngoài hải ngoại, các bạn sống rồi các bạn mới hiểu được cái tình quê hương nó cao quý như thế nào. Nếu mà các bạn là những con người sống có ích cho xã hội, các bạn sẽ nhìn thấy. Còn những thành phần phản động, những cái đám mà chống cộng ô hợp ở hải ngoại, cái đám đó là cái đám tôi gọi là ô hợp. Thôi tôi xin dừng đây, giờ bắt đầu phải làm công chuyện bánh mì đi. Bánh mì ngon chị các bạn, mẹ bánh mì ngon thì có 10.000 đồng à. Tôi nói chị các bạn, ở bên Mỹ $1 mua không được một cái kẹo, mà ở Việt Nam 10.000 đồng. 10.000 đồng thì được bao nhiêu xu ta, thì các bạn tính đi, $1 là 23.000, mà chỉ có 10.000 đồng thôi, 10.000 đồng ăn được ổ bánh mì thịt heo quay rất là ngon. Ngon rất là ngon. Ngon vô cùng. Thôi mình xin chào chị các bạn nha, mình tiếp tục con đường sự nghiệp. Bye bye.